Lắc tay tennis họa tiết hòa với 108 viên kim cương kết hợp sự sang trọng cổ điển của một chiếc vòng tay tennis với vẻ đẹp phức tạp của các họa tiết hòa. Sự kết hợp độc đáo này làm tăng sức hấp dẫn của chiếc lắc, phù hợp cho các sự kiện sang trọng và trang phục thanh lịch hàng ngày. Thiết kế hoa làm tăng thêm nét nữ tính và tinh tế. Sự khéo léo của chiếc vòng tay này rất tỉ mỉ với độ chính xác cần thiết để đặt 108 viên kim cương. Mỗi viên kim cương được đặt chắc chắn để đảm bảo độ bền và độ sáng. Hoa văn đòi hỏi trình độ nghệ thuật cao, phản ánh kỹ năng và sự chú ý đến từng chi tiết của thời Kim Hoàng. Vật liệu chất lượng cao rất cần thiết cho một món đồ sang trọng. Những viên kim cương được tuyển chọn dựa trên giá cắt, màu sắc, độ trong và carat. Những viên kim cương chất lượng cao sẽ đảm bảo sự lấp lánh và vẻ đẹp tối đa. Vỏ lắc tay được sử dụng là vàng bổ sung cho kim cương, tăng thêm độ bền và tính thẩm mỹ tổng thể của vòng đeo tay. Lắc tay tennis họa tiết hoa 108 viên kim cương là một món trang sức tuyệt đẹp, kết hợp giữa sự thanh lịch, sang trọng và thiết kế phức tạp. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn đầu tư vào những chiếc vòng tay độc đáo, chất lượng cao, nổi bật và nâng cao bộ sưu tập trang sức của họ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.